Xác định chiến lược phát triển hiện nay của các ngành nghề là đa dạng sản phẩm để hỗ trợ cùng phát triển, ngành cao su Việt Nam xác định hướng đi bền vững trong tương lai chính là hướng tới đa lợi nhuận và phát huy hết những ưu thế của ngành cao su về diện tích, công nghệ và lực lượng lao động. Cụ thể, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xác định triển khai mô hình vừa sản xuất cao su lấy mủ, vừa tăng cường công nghệ chế biến mủ cao su, sản xuất xen canh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao chuyên canh trên diện tích cao su và phát triển khu công nghiệp, nâng cao lợi nhuận trên diện tích cao su. Song song với đó sẽ chuyển đổi diện tích cây cao su già cỗi, kém hiệu quả sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, có sự kết hợp, hợp tác tiêu thụ với các doanh nghiệp nước ngoài, phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả. Phát triển các khu công nghiệp cũng là một trong những định hướng mới của ngành cao su. Hiện ngành mía đường Việt Nam đang có nhiều cơ hội phục hồi và phát triển thị phần tại thị trường nội địa và quốc tế sau khi mà thuế chống bán phá giá tạm thời chính thức được áp đối với các sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Thực tế cho thấy lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan trong năm 2020 xấp xỉ 1,3 triệu tấn, nghĩa là trung bình mỗi tháng ở ngưỡng hơn 100.000 tấn. Con số này đã giảm đến mức đáng kể sau khi các biện pháp bảo hộ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3 năm 2021. Lượng đường nhập từ Thái Lan chỉ còn 25.000 tấn. Việc áp thuế chống bán phá giá như đã ban hành sẽ giúp phục hồi sản xuất cho các nhà máy trong bối cảnh thiếu hụt nguyên liệu nghiêm trọng như hiện nay. Việt Nam thậm chí còn có thể áp mức thuế thấp hơn nữa với đường thô để đảm bảo hoạt động sản xuất của nhà máy, ổn định việc làm cho công nhân, song song với việc gia tăng phát triển, quy hoạch các vùng nguyên liệu chất lượng cao. Thời gian và mức thuế áp dụng có thể điều chỉnh dựa vào năng lực phát triển vùng trồng mía trong thực tế để đảm bảo xung hòa lợi ích của tất cả các bên, từ sinh kế bền vững của nông dân đến quyền lợi của người tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp và kinh tế ngành. Việc giảm lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan sẽ giúp cho ngành mía đường của nước ta có thể ổn định trở lại. Ngoài ra, theo Tổ chức Đường Quốc tế ISO dự đoán, thị trường đường thế giới niên vụ 2020-2021 sẽ thiếu hụt lên đến 4,8 triệu tấn, thay vì mức là 3,5 triệu tấn như dự báo trước đó. Đây được xem là cơ hội cho ngành hàng mía đường Việt Nam trên con đường xuất khẩu. Thế nhưng làm như thế nào để có thể ổn định lại thị trường mía đường trong nước và tăng sức cạnh tranh của ngành hàng này? Để tìm câu trả lời, chúng tôi đã kết nối với ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam. Vâng, xin chào ông Lộc ạ. Thưa ông, việc giảm nhập khẩu đường từ Thái Lan sẽ mang lại những cơ hội như thế nào cho ngành mía đường của Việt Nam? Xin chào trường quay. Đường có nguồn gốc từ Thái Lan á, là bản chất là đường được trợ cấp bất chính và được xuất khẩu với mức phá giá. Thì điều này đã được Bộ Công Thương sau 5 tháng điều tra theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và luật Việt Nam đã đánh giá kỹ lưỡng cái thiệt hại ngành sản xuất trong nước này, mức độ bán phá giá này, mức độ trợ cấp này. Và kết quả điều tra thì cho thấy ngành sản xuất trong nước đã chịu thiệt hại nặng nề. Và như vậy thì bên phía Thái Lan đã bán phá giá cả đường thô đường nhuyễn mức đến 48%. Do đó cái việc mà giảm bớt được cái việc nhập khẩu đường của Thái Lan á, hoặc là không giảm bớt về lượng nhưng mà áp được cái mức thuế phá giá thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái ngành mía đường Việt Nam được hoạt động là đúng mức, ở cái mức cạnh tranh công bằng và minh bạch hơn. Để phục hồi sản xuất cho thị trường nội địa thì ngành mía đường đã có những giải pháp như thế nào? Bắt đầu từ khi có cái quyết định điều tra thôi, và cộng sẽ theo với cái đó là trong năm nay thì giá đường thế giới nó lên đó, thì khi giá đường thế giới tăng đó, thì cái ngành mía đường Việt Nam đã chủ động nâng cái giá mía lên, nâng nhiều lần lắm. Có nhà máy nâng đến 3-4 lần đó, nâng dần lên để cho người nông dân là bảo đảm khi người ta trồng mía người ta sống được bằng cái cây mía đã, và khi sống được bằng cái cây mía thì người ta mới phục hồi lại cái diện tích, và có mía rồi thì nhà máy mới chạy được. Cho nên là hiện nay thì cái giải pháp quan trọng nhất, lớn nhất đó, là phục hồi lại cái niềm tin của người nông dân và tăng cái thu nhập của người nông dân từ cái mía để người ta trồng mía người ta có thể sống được thì mới có thể phục hồi được cái sản xuất được. Theo ông thì làm như thế nào để có thể tăng sức cạnh tranh cho ngành mía đường nước ta với thị trường trong nước và xuất khẩu? Trong thời gian sắp đến thì ngành Việt Nam thì định hướng là định hướng thị trường nội địa thôi chứ không phải thị trường xuất khẩu. Và ngành mía đường Việt Nam thì hiện nay thì riêng trong cái khối ASEAN thì ngành Việt Nam tự tin là đủ năng lực cạnh tranh và chấp nhận cạnh tranh song phẳng. Và điều quan trọng nhất là bảo đảm được cái môi trường công bằng và minh bạch.
Và để tăng sức cạnh tranh á, thì ngành mía đường Nam thì dự kiến triển khai các giải pháp á, để mà củng cố chuỗi liên kết giữa nhà máy và nông dân phải được củng cố vững chắc hơn, và đồng thời á, triển khai các cái giải pháp để có thể tăng năng suất và giảm chi phí. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trái vải thiều của Việt Nam ngày càng được nhiều các thị trường quốc tế biết đến. Nhờ chất lượng thơm ngon mà không nơi nào có được, chất lượng trái vải thiều Việt Nam lại một lần nữa được thế giới công nhận khi mà mới đây, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với vải thiều Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại thị trường khó tính như Nhật Bản. Theo Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Công Thương, với vải thiều Lục Ngạn, sau khi nhận hồ sơ từ phía Việt Nam, Nhật Bản đã cử chuyên gia sang tận vùng trồng kiểm tra, đánh giá toàn bộ quy trình trồng, từ đất, cây, quả, quá trình chăm sóc, thu hái, bảo quản. Và để được Nhật Bản cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang phải tăng cường tập huấn kỹ thuật, giám sát vùng trồng của nông dân. Mọi công tác chuẩn bị hiện nay đã được vận hành. Chúng tôi cũng đã phối hợp với huyện tập huấn cho bà con nông dân các cái điều kiện. Đấy, điều kiện về chăm sóc, điều kiện về phòng trừ sâu bệnh và ghi chép để truy xuất nguồn gốc. Thế và đến thời điểm này thì đang phối hợp với các doanh nghiệp để đàm phán và ký hợp đồng với các hộ sản xuất để trong thời gian tới này sẽ tiêu thụ. Cùng Sở hữu trí tuệ cho biết, vải thiều Lục Ngạn là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được chính thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại thị trường này, mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ vải thiều Việt Nam ở nhiều thị trường khác. Năm 2021, huyện Lục Ngạn đã nâng mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản lên 27 mã với diện tích đạt 194,5 ha, tăng 9 mã so với năm 2020. Để phía Nhật Bản được cấp cái bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý quả vải thiều sang Nhật Bản thì cái quả vải thiều Lục Ngạn là có sự khác biệt so với những cái quả vải ở nơi khác. Ví dụ như là về trọng lượng của quả vải thiều của Lục Ngạn là to hơn. Đấy, hình thức là có màu vàng đỏ hơn, vỏ nhẵn hơn, thế và cùi dày và hạt nhỏ hơn. Đặc biệt là cái độ đường của quả vải Lục Ngạn là có độ ngọt hơn, và hay là có mùi thơm hơn so với các cái quả vải trồng ở nơi khác. Hiện vải thiều Lục Ngạn đã xuất khẩu được sang hơn 30 quốc gia trên thế giới. Trước đó, vải thiều Lục Ngạn cũng được bảo hộ thành công nhãn hiệu tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Singapore, Australia và được tiêu thụ ở nhiều nước trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, việc vải thiều Lục Ngạn được thị trường Nhật Bản cấp bằng chỉ dẫn địa lý có thể nói như là một tấm giấy thông hành để sản phẩm này vào thị trường Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Khi có được tấm vé thông hành này, vải thiều Lục Ngạn sẽ có tiềm năng cũng như cơ hội vươn xa ra các thị trường quốc tế như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên Nông nghiệp 24 giờ với nhà báo Trịnh Bá Ninh ngay sau đây. Xin cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, trước đó thì vải thiều Bắc Giang cũng đã được bảo hộ thành công nhãn hiệu tại các quốc gia như là Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Lào, và bây giờ thì vải thiều Bắc Giang cũng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Đây là một thị trường rất là khó tính, và cũng là lần đầu tiên Việt Nam và vải thiều của Việt Nam được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Theo nhà báo Trịnh Bá Ninh thì việc mà vải thiều được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản có gì khác với việc mà được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam ạ? Trước đây chúng ta chỉ là chỉ dẫn địa lý của Việt Nam ấy, thì mang sang Nhật bán chúng ta lại không được ghi danh trên đấy là vải thiều Lục Ngạn, mà lại phải qua một công ty khác người ta đứng tên. Thế bây giờ chúng ta khi chúng ta sang Nhật bán, bây giờ chúng ta được ghi đóng nhãn đấy là vải thiều Lục Ngạn. Đấy, lợi thế của nó là như thế. Người ta có những câu hỏi rất khó, tại vì anh phải định lượng được nó, chứ anh không chỉ định tính đơn thuần. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi. Họ hỏi chúng ta một câu đơn giản là này, anh bảo mô tả chất lượng vải thiều Lục Ngạn. Chất lượng vải thiều Lục Ngạn anh mô tả rất nhiều thứ, có anh ghi rõ là vị ngọt đậm. Rồi, tôi hỏi anh là vị ngọt đậm là thế nào? Cái gì làm nên vị ngọt đậm này? Thổ nhưỡng này, nông hóa này, thời tiết này, hay bản chất giống và quy trình canh tác? Anh không trả lời được. Việt Nam mình không trả lời được. Bây giờ anh phải làm lại tất cả thứ từ đầu đến khi người ta định danh cho anh được, tức là tất cả thứ đó kiểm định được bằng máy móc, đúng không? Lúc đó tôi sẽ đồng ý cho anh cấp chỉ dẫn địa lý. Nhưng mà lợi thế thì lại rất là lớn.
khi vải thiều lục ngạn sang đấy, từ nay trở đi những hàng nào nhái lục ngạn ở trên thị trường Nhật Bản là bị loại khỏi. Trước đây chúng ta đã từng Trung Quốc, Lào, rồi kể cả Singapore, Hàn Quốc chúng ta đều được cấp chỉ dẫn địa lý, nhưng đến Nhật thì nó mới gọi là đến thử thách cuối cùng đấy, tức là người ta gọi cái vòng đấy, gọi gần cái vòng cuối cùng đấy. Nhật, Mỹ, EU, ba cái vòng đấy là nó thuộc loại vòng sinh tử đấy. Đấy thì điều đó nó sẽ rất có lợi. Như vậy là vải thiều Bắc Giang của chúng ta đã có một tấm vé thông hành ở một thị trường mà chúng ta coi rằng là khó tính nhất. Vậy thì chúng ta cần phải tiếp tục làm gì để tiếp tục khẳng định lại vị thế và thương hiệu của mình ạ? Quan trọng nhất là này, về mặt giống, bây giờ chúng ta xác định được giống ở đấy, xác định cây loại giống, loại hình. Đấy, thời tiết và khí hậu chúng ta có máy quan trắc, thậm chí chúng ta có máy đo tiểu vùng khí hậu, thậm chí giờ có cả cái cây khí tượng sẵn sàng đo tại vườn đấy với độ ẩm và độ ẩm không khí cũng như độ ẩm đất như thế nào để chúng ta điều khiển nó. Điều quan trọng cuối cùng bây giờ quay lại vấn đề đó là kỹ thuật canh tác thế nào, bao gồm là bảo vệ thực vật, phân bón, anh giữ được nó một cái chất lượng trước sau như một là việc khó nhất. Chúng ta đã được thì đã mừng một thôi, nhưng thách thức gánh nặng bắt đầu đặt cho chúng ta rất lớn. Đó là chúng ta phải khẳng định mình đứng chân được ở Nhật Bản lâu dài, thì lúc đó cơ hội của vải thiều lục ngạn mới có thể đi xa, vượt cả Nhật Bản, đi ở những vùng đất nước khác. Xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Trịnh Mai Ninh.